bắt đầu chín, cái quả sâm Lai Châu thì nó không khác gì quả sâm Ngọc Linh cả. Đó, giống y xì hạt. Và nói qua một chút, nói lại một chút thì đó là quả sâm Lai Châu ấy thì nó cũng chào tất cả quý ba anh chị. Thì ngày hôm nay chắc mọi người nhìn qua màn ảnh thì mọi người đã đoán được là em định quay cái gì rồi. Thì ngày hôm nay em chính thức cắt hoa sâm đỏ ở trên vườn về. Và đây là một trong số những có thể là chuyến này là một trong số những chuyến rất là nhiều, bởi vì là em sẽ phải bán khoảng tầm gần một thùng, non một thùng ở bên một trong hai thùng này đi. Thì hôm nay em cắt đi bán đi là để làm giống. Và mọi người có thể quan sát là đây là những cái quả mà em đã bỏ ra ngoài cây. Thì loại này này thì xác định là sẽ có thể để ngâm rượu, nhưng thực ra thì đa phần thì mọi người hay mua thích loại này mua về để làm giống. Và em bán một thùng này là cái thùng cuống ngắn hơn một chút, thì là đi để làm giống. Đây, thì mọi người có quan sát là phải bọc bằng giấy ăn nhé, rất là cẩn thận, sau đó là mới cắt. Đó, khi mà chùm giấy ăn vào một cái thì nó đưa kéo vào cắt, thì là đây là thành cuống ngắn. Còn cái thùng ở bên này là cuống dài thì có thể là để ngâm rượu được. Và thời gian gần đây thì lại thấy rất là nhiều quý cô bác anh chị ưa chuộng về cái mặt hàng quả sâm đỏ này để ngâm rượu. Đó, thì nói qua một chút thì là cái thời điểm này này thì là quả sâm bắt đầu chín. Cái quả sâm Lai Châu thì nó không khác gì quả sâm Ngọc Linh cả. Đó, giống y xì hạt. Và nói qua một chút, nói lại một chút thì đó là quả sâm Lai Châu ấy thì nó cũng có những cái điểm đen ở rốn quả. Đó, trên một cái quả thì nó sẽ có một cái điểm đen ở trên rốn quả, và cái nơi đấy thì là nó tạo ra một cái hình ảnh đặc thù về một cái quả sâm Lai Châu. Đó, thì là đấy là cái đặc điểm dễ nhận biết nhất để mà chúng ta có thể phân biệt được giữa quả sâm Lai Châu và những loại tam thất hay là tam thất Bắc hay là tam thất Hoa, bởi vì nó sẽ không có những cái điểm đen như thế này. Đó, và cái mặt hàng này ấy, thì cái lô này thì em sẽ bán theo dạng đó là mọi người muốn mua cả cân thì em sẽ cân cả cân để em bán, và cân thì là sẽ cân cả giấy, và em sẽ trừ bì đi cho mọi người một chút về cái vấn đề giấy, mà thực ra thì giấy nó cũng sẽ không đáng là bao nhiêu cả. Đó, còn đâu loại thứ hai thì có thể là mọi người muốn mua vì làm giống, và mọi người không muốn mua nhiều thì mọi người có thể mua theo hạt như thế này, và em sẽ bán cho mọi người theo hạt. Giá nó sẽ rơi vào từ khoảng tầm 10, 15, 20 nghìn trên một quả. Đó, tùy theo mọi người muốn mua quả vừa, quả bé, vừa và to hay nhỏ. Còn cân ý, thì mọi người phải liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0368 980 889. Em sẽ cho mọi người một cái giá thật sự tốt để mọi người có thể mua. Nếu mọi người muốn ngâm rượu thì nó sẽ ngâm rượu được. Nhưng em sẽ nói trước là như này, khi mà trong quá trình vận chuyển ấy thì nó sẽ bị rụng, và có thể là nếu vận chuyển đi xa thì nó sẽ có thể rụng hết. Nên là nếu mọi người nên cân nhắc về cái vấn đề là có nên mua loại này để ngâm rượu hay không, bởi vì là nó sẽ rụng thì mọi người sẽ cho hạt vào trong bình và nó chỉ còn lại cái cuống này thôi nhá. Đó, cái này là em phải nói trước để mọi người tránh về cái vấn đề là khi mà mọi người mua xong rồi mọi người thấy nó rụng, mọi người lại bảo là em thấy nó ở kia, thì cái này thì nó thật sự là nó rất là khó. Đó, bởi vì khi nó quả chín rồi thì trong quá trình đi nó tác động thì kể cả có chèn chặt như nào thì nó cũng vẫn bị rụng thôi, bởi vì là nó là như thế. Còn đâu á, những cái loại quả sâm như thế này thì mọi người có thể là mua về mọi người gieo thì mọi người có thể tách bỏ cái hạt đấy đi. Đó, mọi người bỏ cái vỏ bên ngoài thì mọi người có thể bỏ đi như thế này. Đó, nó sẽ ra được một cái hạt như thế này, và sau đó mọi người anh em đi rửa sạch và phơi ở trong cái nhiệt dâm mát, và đến tháng 9, tháng 10 này thì chúng ta bắt đầu gieo. Những cái loại quả mà đầu mùa như thế này này thì tỷ lệ của nó nảy mầm rất là cao nhá. Mọi người chỉ cần làm đất nó tốt lên thì là nó sẽ đất nó tơi, tốt, xốp, và có mái tre là dùng, có thể dùng lưới đen hoặc là lưới xanh, một số loại lưới mà dùng để cho trồng lan hoặc là trồng rau ấy, thì nó sẽ rất là hiệu quả trong quá trình để nảy mầm. Và đặc biệt ấy thì có một cái khuyến cáo này như thế này, mọi người không nên trồng thử ở những cái nơi mà có độ cao dưới khoảng tầm 1000 mét, bởi vì thực ra nó phải cần cao một chút thì nó mới đủ điều kiện và thích hợp để phát triển.
khi mà cây đến năm thứ ba thì cái độ cao nó cao thì nó sẽ càng ít bệnh đó. Nhưng đặc biệt là như bọn em này trồng thì nó phải từ khoảng độ cao từ khoảng 1600 cho đến 2001 thì là nó sẽ rất là ít bệnh và không cần phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hay là như thế nào cả, hay là phun kích tăng trưởng, chỉ cần làm cỏ và bón phân hữu cơ thì là nó sẽ tự phát triển và lớn và nó sẽ cho những quả được như thế này đó. Thì cái video này thì em xin nói đến đây thôi. Rất cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, một ngày mới cuối tuần bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau.